về dự và chỉ đạo đồng viên hội nghị. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Hoàng Kiền, anh hùng lực lượng vũ trang, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam lên phát biểu và thăng hoa. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa các đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay rất vui mừng tôi thay mặt cho thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương cùng các đồng chí Hồ Tiêu, Vũ Huy về dự buổi gặp mặt kỷ niệm 52 năm ngày truyền thống của sư đoàn Quân đội Anh Hùng của ba mươi năm hội truyền thống sư đoàn của nhân dân. Kính thưa các đồng chí, các đồng chí các quý, cùng toàn thể các đồng chí lời chúc mừng, chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp. Thưa các đồng chí, việc nghe bài phát biểu của đồng chí chỉ có đây là nó nêu lên toàn bộ quá trình hình thành hoạt động phát triển của sư đoàn quân một để tin kiện trước người trước của các bác ở Việt Nam. Đường dây 59 của tổng Việt Nam từ năm 1939 bắt đầu là đường giao lưu phía đông Trường Sơn. Năm 1961 chúng ta đã chuyển sang đi Trường Sơn, vẫn là đường giao lưu Bùi Hồ, và đến năm 1964 thì phát triển từ ô tô và ô tô phát triển từ đây. Như là từ năm 1993 là chủ yếu Bùi Hồ thôi, và 64 thì như mở ô tô lên Trường Sơn. Cái ô tô thì có từ sớm, cái đường ô tô mở ra còn những người sau từ 64. Và lực lượng Bùi Hồ Sơn tiếp tục phát triển bao gồm các cái mặt người, đường ô tô Bùi Hồ, đường ô tô, đường sông, đường sông Hồ, đường duy trì thông tin năm mặt đường. Cùng với năm mặt đường đó là các lực lượng, trong đó ô tô vận tải là lực lượng quan trọng nhất, chủ yếu của đường Trường Sơn. Cùng với quá trình phát triển thì lực lượng của đường Trường Sơn từ cấp tinh trạng phát triển dần lên thành cấp sư đoàn, và năm cao điểm nhất là chúng ta có 8 sư đoàn, bao gồm 4 sư đoàn công binh, 2 sư đoàn ô tô, một sân phòng không và một sân bốn, đồng thời có một đoàn chuyên gia quân sự 505 cơ sở sư đoàn. Thế và trong suốt 16 năm chi viện cho lực lượng chính của cho các nhà Việt Nam và làm nhiệm vụ quốc tế cho bạn hai nước là Campuchia, đã có 3 sư đoàn trong 8 sư đoàn và đoàn chuyên gia được đưa đi cùng. Trong đó là 4 sư huynh, 4 sư huynh thì có sư đoàn 4 để đưa anh hùng, 2 sư ô tô là có sư đoàn 4, sư huynh sư đoàn 8, và anh có 3 sư đoàn trên 8 sư đoàn để đưa anh hùng, trong đó có sư đoàn 41. 41 là một sư đoàn khu vực, nằm ở phía giữa, bên ngoài quân 12, giữa 41 và trong quân 14. Thế và đến năm 1970, chúng ta 3 thì chúng ta chuyển từ sư đoàn thành sư đoàn ô tô, và sư đoàn ô tô là sư đoàn vận chuyển những tên chỉ sư là chính trong năm chỗ tư nước, đặc biệt là sư đoàn ô tô trong cái phổ chức lịch sử đã cơ động các sư đoàn và cả một quân đoàn tham gia chiến dịch, và vinh dự là sư đoàn đã vào quân đội vinh dự
thì đoàn ô tô của chúng tôi được diễu hành qua. Thế là đó là một vinh dự lớn, và trong tất cả người Trường Sơn chỉ có Vân Quốc nếu không như này. Không có cái cuốn sách Trường Sơn huyền thoại có bài thơ là 250 câu nói về lịch sử, thì xin giới thiệu với các đồng chí một đoạn để chúng ta tự hào ấy, là sư đoàn Vân Quốc là sư đoàn đã đi tới như được để đưa tôi được vào cái nhân viên phát hiện được hiệu ở cái lễ chứng minh là sinh nhật có đoàn ô tô công ty đấy đặt trong cái nhà với tôi đó thằng cấp mới lên tổ chức tôi hình hành đến kiến trường tôi nghe chào dân cái thế quân hành đồng thời hai hướng kết thành hướng đi và cái định Hồ Chí Minh trường dân nước chức kết mình tham gia đai vàng quấn mã tinh hoa tiến hướng bóng cả quân đoàn một ba Sài Gòn giải phóng người ta nước nhà thống nhất bài ca khải hoàn đường đi tới đích an toàn nụ cười ánh mắt thân hoa thân hòa lễ mừng chiến thắng mở ra đoàn xe công kính giữa qua lễ đài sáng lưng là một hàng dài trường dân huyền thoại tránh ngã nước đồng con đường dẫn hướng nước sông mở ra đến nước xe tròn chiến công con đường thống nhất non sông lịch sử nhân loại chỉ có điều này đó là cái vinh dự của sức mạnh chúng ta đó anh hùng chúng ta đi